Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh video phụ tùng phụ kiện của điện máy Bình Sơn. Hôm nay mình xin giới thiệu với bạn một chi tiết lắp cho máy xới đất. Và cụ thể đó chính là bộ lưỡi cuốc mà lắp cho những cái dòng máy phay nhảy. Ví dụ như máy bãi như Honda F301, F401 hoặc là những cái dòng máy mới phổ thông trên thị trường như Honda FZ500 hoặc là FQ650. Và để nói về những cái dòng máy xới đất thì đa phần theo máy xới thì thường thường là những cái bộ xới cơ bản và chuyên dùng để xới mặt, cũng như là xới những cái diện tích và loại địa hình đã được qua cải tạo rồi và bề mặt của nó cực kỳ là tơi xốp. Và một vấn đề nữa được đặt ra là nếu mà địa hình của các bạn nhiều xoài đá và đất cứng thì có thể dùng những cái bộ xới nào để thay thế được, thì đây chính là một sự gợi ý dành riêng cho các bạn. Đó chính là bộ cuốc này. Và bộ cuốc này thì bên mình đặt gia công tại một xưởng gia công lớn và có chất lượng cực kỳ tốt, giá thành vô cùng hợp lý. Ở đây cũng là một sự gợi ý dành cho các bạn. Và để đánh giá được chi tiết về chất lượng của sản phẩm, các bạn hãy cùng mình về chi tiết của bộ sản phẩm này. Đầu tiên là phần trục này, thì phần trục này thì được thiết kế dưới dạng là 9 răng và được làm vô cùng dày dặn và chắc chắn này. Từ cái phần ống trục này, phần ống trục này thì dày đến độ phải tầm 4 đến 5 ly và được phủ một lớp sơn chống rỉ giúp tăng tuổi thọ cho sản phẩm. Và một cái thông số lưu ý của bạn, để có lắp vừa những cái dòng máy của bạn ấy của hiện tại không thì các bạn cần lưu ý hệ thông số này. Thì đây này, hệ trục là hệ trục lục lăng và có đường kính là 23, thì các bạn có thể lưu ý về thông số này. Và tiếp theo là về phần lưỡi xới, đây là một chi tiết quan trọng giúp quyết định công dụng của sản phẩm. Thì với phần lưỡi xới này được thiết kế dạng gần như là vuông góc và trên đầu lưỡi xới này thiết kế dạng mỏ nhọn này, giúp tăng tác động lên mặt đất và giúp đánh bật những cái thớ đất cực kỳ cứng và nhiều xoài đá. Và mình có một lưu ý nữa là để tiết kiệm được chi phí trong quá trình sử dụng thì bên mình có bán những cái phần như bộ trục này riêng và bộ lưỡi này riêng. Và để các bạn được đánh giá được chi tiết hơn nữa chất lượng của sản phẩm thì mình sẽ lồng ghép cụ thể hình ảnh và video để các bạn dễ hình dung hơn về bộ cuốc của bên mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và subscribe kênh để đón chờ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.